Thông tin từ đồn biên phòng Cửa Đại, thành phố Hội An cho biết, đơn vị vừa phối hợp Hải đội 2, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam bắt giữ 5 tàu cá của ngư dân thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam về hành vi khai thác thủy hải sản trái phép tại vùng biển ven bờ thành phố Hội An. Trong đêm 29 tháng 8, lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ 2 tàu cá DNA 90784TS do ông Đoàn Văn Nhanh sinh năm 1981 làm chủ, trên tàu có 3 lao động, và tàu cá DNA 31312TS do ông Trần Phú Thọ sinh năm 1979 làm chủ, trên tàu có 2 lao động. Cả hai chủ phương tiện đều trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Cả hai phương tiện đang sử dụng lưới giã cào để khai thác thủy hải sản trái phép. Cùng thời gian trên, các lực lượng tuần tra tiếp tục phát hiện và bắt giữ 3 phương tiện không có số đăng ký, gồm tàu cá của ông Phạm Tuấn sinh năm 1974, tàu cá của ông Phạm Nguyễn Phan Anh sinh năm 1988 và tàu cá của ông Nguyễn Văn Tuấn sinh năm 1977, đều trú xã Duy Hải, Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Tại thời điểm bị bắt giữ, cả 3 phương tiện đều đang khai thác thủy sản trái phép bằng hình thức pha súc. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.